Bởi vì ở Linh Nham đặt trong niệm Phật đường suốt năm được Phật hiệu ngầm huân tập. So với những chỗ khác, thờ trong căn phòng lạnh lẽo hết sức khác biệt. Tất cả mỗi người cúng dường 35 đồng không cần gửi đến nữa. Hãy dùng để chi tiêu cho Phật Quang Xã. Quang mang tiếng xã trưởng xuông cũng chẳng thể không đem công đức của người khác để thay cho người khác làm chuyện công đức. Ba, thư lần trước và một gói sách nhỏ đã nhận được rồi. 35 đồng vốn tính gửi về cho Phật Quang Xã chi dụng. Hôm qua nhận được thư và thông báo từ ngân hàng, mới biết thư từ trao đổi giữa đôi bên đều đến trễ quá. Tới chiều ông Thành Dực Thành đến nói Giang Tô bị thủy tai nặng nhất trong cả nước. Ông này là môn sinh của Phủ Mộng Hoa, Vương Ấu Nông, nhiều năm lo liệu việc phát triển khá có tiếng tăm. Quang bèn lấy 35 đồng đó, lại thêm vào 5 đồng thành ra 40 đồng giao cho ông Thành. Ông ta hỏi biên nhận để tên ai. Quang nói giữa ông và tôi cần gì biên nhận. Ông ta đáp phải giao cho hội tính sổ. Quang nói tùy ý ông để tên dịch viên hay ấn quang đều được. Thư trước cho biết phí Phạm Cửu đã đi Linh Nhàm chưa gặp mặt Quang. 3 hôm sau trở về ngủ lại một đêm, sáng sớm hôm sau hỏi đến ông ta đã đi rồi. Và mọi chuyện đều có nhân duyên, chẳng thể miễn cưỡng, hết thảy tùy duyên, chớ nên bận lòng vì đó. Bận lòng sẽ đâm ra bị mệt mỏi, cho nên chẳng bằng tùy duyên sẽ giải thoát hơn. 4. Bài Đại học tụng giải thích về quán, về trì chẳng thích đáng lắm. Thầy Đức Sâm nói, đối với tục đế trong tam đế và giả quán trong tam quán, dường như cư sĩ chưa hiểu sâu xa. Do vậy liền mở trang đầu của sách giảng diễn lục đã in lần trước ra xem. Những điều được nói trong trang sách ấy tuy có đạo lý, cũng có thể dẫn dắt người khác tiến vào chỗ thủ thắng, nhưng đối với thật nghĩa của không và giả chưa hoàn toàn phù hợp khít khao. Tam quán và tam đế chính là cương yếu của Phật Pháp. Nói theo lý tánh thì gọi là đế, đế tức là lý. Nói theo mặt tu, trì thì gọi là tam quán, quán tức là tu. Chân đế một pháp chẳng lập, tục đế vạn pháp trọn đủ. Quán cái lý nơi chân đế thì gọi là không quán, quán cái lý nơi tục đế thì gọi là giả quán. Không quán chính là quán chân như pháp tánh, một pháp chẳng lập. Điều này chính là cái không, chẳng có cả không lẫn hữu. Đấy chính là tướng không trong chư pháp không tướng của tâm kinh. Chẳng những sắc không, không không mà bồ đề niết bàn cũng không. Nếu có một pháp nào chẳng không sẽ chẳng thể gọi là chân không. Cái không này của không quán trong tam quán sao có thể hiểu là muôn sự chẳng quan tâm, chẳng làm cho được. Tục của tục đế chẳng phải là tục theo kiểu thô tục hay nhã tục, mà do vì tạo dựng đạt bày nên gọi là tục. Giả cũng chẳng phải là giả trong chân, giả, thật giả, mà cũng là cái giả của sự tạo dựng, đặt bày. Phép quán nhằm quán lý của tục đế được gọi là giả quán, vì tánh thể của chân đế là chẳng lập một pháp, nhưng có công đức trọn đủ 6 độ vạn hạnh, các pháp toàn vẹn. Đây chính là chư pháp trong câu chư pháp không tướng, tướng không của các pháp của tâm kinh, sao lại coi đó là phàm phu cho được. Phàm phu thuộc về hai đế khổ và tập, còn không và giả đây thuộc đạo lý viên diệu của viên giáo, nhị thừa còn chẳng có phần, huống gì phàm phu. Hơn nữa, trang 30 nói đến chuyện cậy vào tự lực, dùng tự lực để tu đạo, từ nhân gian sanh lên cõi trời cho đến vô sắc giới tiên, gọi đá đó là thụ xuất tam giới, vượt tam giới theo chiều dọc. Câu nói này cũng không trọn vẹn. Cậy vào tự lực thì phải đoạn hết sạch kiến tư phiền não trong tam giới. Hàng lợi căn có thể đoạn được ngay trong đời này. Còn độn căn thì trước hết phải đoạn phiền não trong dục giới, sanh lên sắc giới. Kế đó đoạn phiền não trong sắc giới, sanh lên vô sắc giới. Mãi cho đến khi đoạn hết sạch phiền não trong vô sắc giới, chứng chân đế niết bàn, liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh vậy. Chư thiên trong tam giới, ngoại trừ các vị đại Bồ Tát thuộc đâu xuất nội viện, sanh về nội viện đều là pháp thân đại sĩ và tam quả thánh nhân thuộc 5 tầng trời bất hoàn, ngũ bất hoàn thiên là vô phiền, vô nhiệt, thiện kiến, thiện hiện, sắc cứu cánh. Thì đều là người trong lục đạo luân hồi, chẳng thể coi sanh lên vô sắc giới thiên là đã thoát tam giới, bắt đầu làm phất, tu phi phi tưởng, định trong núi non, lũ chim làm ồn, chẳng thể đắc định. Rời sang bờ biển, cá lớn trong biển đánh nhau chẳng thể đắc định. Do vậy sanh phẫn hận, có ý niệm giết sạch chim và cá. Về sau tu định thành tựu, sanh lên trời phi phi tưởng, thọ 8 vạn đại kiếp. Sau khi hết phước trời đoạn làm, còn phi ly trồn bay,
vào rừng ăn chim, xuống nước ăn cá. Vì thế phải phân biệt sự khác biệt giữa chuyện sang lên trời do y theo Phật pháp tu trì đoạn hoặc chứng chân và chuyện sang lên trời do tu phước thế gian hay tu thiền định thế gian, để người đọc chẳng đến nỗi hiểu lầm. Sách giảng diễn lục hoàn toàn do Trần Thượng Đình giảo chánh đối chiếu lo liệu lưu thông. 120. Thư trả lời Huệ Không Đại sư. Năm Dân Quốc 25, 1936, chiều hôm qua nhận được thư sư. Đối với chuyện sư đến chùa báo quốc, quang hoàn toàn quên khuấy. Đọc thư sư gửi đến, thấy vẫn còn lấy chi kiến tông môn làm chủ. Đối với pháp môn tịnh độ vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng, do vậy chỉ cầu tương ứng, đến nỗi ma cảnh dấy lên. Pháp môn niệm Phật dùng tín nguyện làm tiên phong, nếu không có lòng tin chân thật nguyện thiết tha, đừng nói không tương ứng chẳng thể vãng sanh, dù có tương ứng cũng chẳng thể quyết định vãng sanh được. Nhất tâm bất loạn và niệm Phật tam muội cũng chẳng dễ gì đạt được. Nếu có lòng tin chân thật nguyện thiết tha, dẫu chưa được tương ứng vẫn có thể vãng sanh, huống gì đã tương ứng. Sư chỉ biết cầu tương ứng, hơi có chút khí phận tương ứng, bèn sanh lòng hoan hỷ tán thán. Đấy cũng là hiện tượng chẳng tương ứng, cho nên mới có tướng lạ lùng hiện ra. Người tu hành kỹ nhất là được chút ít đã cho là đủ. Được chút ít đã cho là đủ bèn sanh lòng thoái đoạn, đấy là lý nhất định. Mong sư chỉ nên nhất tâm niệm, đừng sanh nghi sợ, chẳng tương ứng sẽ không được vãng sanh. Tất cả cảnh giới đều chẳng quan tâm đến, cũng chẳng cần biết người ta chết tốt đẹp hay khổ sở. Ngoại trừ chuyện niệm Phật ra, chẳng để cho niệm thứ hai nào dấy lên. Có như vậy thì mới có thể đạt được lợi ích quyết định vãng sanh. Nếu quá sợ, lúc chết gặp đủ mọi chướng ngại chẳng nên có. Do vậy, bèn tính nhịn đói đả thất, thì chuyện này nguy hiểm cùng cực. Ăn cơm no còn chưa thể tương ứng, đến lúc đói gần chết làm sao tương ứng cho được. Nếu cứ muốn nhịn đói đả thất, xin hãy xuống núi qua chỗ khác mà làm. Mình nhằm nhất quyết chẳng chấp nhận biện pháp này. Sư hoàn toàn noi theo lối mòn vọng tưởng để cầu tương ứng. Nếu chịu buông toàn bộ hết thảy vọng tưởng xuống, ắt sẽ bệnh lành thân yên. Dẫu tuổi thọ đã tận, cũng sẽ chánh niệm rõ ràng theo Phật vãng sanh. Người niệm Phật chẳng được có ý niệm mong mỏi đời kế tiếp đời sau. Tâm vãng sanh của sư còn chưa chuyên nhất, thì chắc chắn sẽ không thể không thọ sanh trong lục đạo nơi thế giới này. 121. Thư gửi cư sĩ Quách Phụ Đình, năm Dân Quốc 21, 1932. Hôm qua nhận được thư, biết Lệnh Nghiêm đã về Tây trong ngày 28 tháng trước, khôn ngăn cảm khái than thở. Cố nhiên trong đời trước Lệnh Nghiêm đã có vun bồi, nên trong đời này tay trắng làm nên sự nghiệp, giàu có cự vạn, thọ quá tuổi, cổ hy 70, con cháu đầy nhà, bình sinh ưa làm lành, không mệt mỏi, hộ trì tam bảo. Nếu có tín nguyện sẽ vãng sanh Tây Phương, nếu không có tín nguyện chắc sẽ sanh lên trời, vào sanh trong nhà đại phú quý, có nhân gian để hưởng đại phước. Nhưng phước thế gian chẳng thường hành, hãy nên bảo các hiếu quyến đều cùng nhau chí tâm niệm Phật để mong cụ chưa được vãng sanh liền được vãng sanh. Đã vãng sanh sẽ tăng cao phẩm vị, đấy mới là lòng hiếu có ích. Ai nấy hãy nên bớt đau thương niệm Phật, đừng học theo người đời chỉ có sướng tai khoái mắt người khác, chẳng bằng thần thức của cha mẹ có được lợi ích hay chăng. Hơn nữa lúc Lệnh Nghiêm còn sống đã tin vào Phật pháp này mà chạy trò cụ, theo đúng lý hãy nên thuận theo chí của cụ lúc sinh tiền, nhất là đừng dùng đồ mặn, phàm tế thần cúng linh đãi khách đều dùng món chay. Điều này đem so với phóng sanh công đức càng lớn hơn. Nếu chẳng dùng đồ chay thì sau đám tang này số lượng sanh mạng bị giết quá nhiều, nữa nào vì bọn ta thể hiện lòng hiếu mà khiến cho cha mẹ ta phải kết sát nghiệp với vô số sanh mạng ấy. Năm Dân Quốc 13, 1924, tiền sinh Châu Ngọc Sơn mất. Vị này từng làm tổng đốc Lưỡng Giang, còn ông là Tập Chi, quen biết với Quang và cho Quang một tờ cáo phó. Quang khuyên đừng dùng đồ mặn, do ông ta là quan chức có tiếng tăm rất lớn, nếu dùng đồ mặn sẽ chẳng tránh khỏi làm cho cha nở mày nở mặt, lại hóa thành gây lụy cho cha. Thư Quang gửi đến, ông Tập Chi chẳng quyết đoán, bảo những người lo việc bàn bạc, những kẻ lo việc toàn là bọn tham ăn tục uống, đều chẳng tán thành dùng món chay. Thiết lễ điếu tang tại Thiên Tân, khách viếng ta ngồi hơn 4.000 bàn. Năm sau rước linh về đất Hoàn, An Huy, đến Nam Kinh làm lễ điếu tang, tới Vu Hồ thuộc tỉnh An Huy lại làm lễ điếu tang, về đến nhà lại thiết lễ điếu tang. Con cháu dòng trường làm lễ điếu tang tại Dương Châu, chỉ 5 lần thiết lễ điếu tang này, những sanh mạng bị giết đã chẳng thể tính nổi số. Chôn cất xong trở về Thiên Tân, có kẻ cầu cơ
Tiên sinh Ngọc Sơn giáng đà đau đớn oán hận người nhà dùng đồ mặn, nói hy công đức thuở làm quan khi còn sống đã bị tiêu diệt hết mà vẫn chưa đủ để bù đắp cái tội ấy. Tập trì quá sức hối hận nhưng không làm sao được, muốn lập một đại tùng lâm tại Thiên Tân để chuộc lỗi, đã chọn được cuộc đất thỏa đáng rồi, gặp phải cuộc chiến ở Phụng Thiên trực lại nổ ra vẫn chưa thực hiện được, chỉ tìm cách kết những duyên nho nhỏ ngõ hầu người lui tới có chỗ nghỉ ngơi mà thôi. Lệnh nghiêm khá có duyên với quang, cư sĩ cũng có duyên với quang. Trong lúc này quang chẳng vì cư sĩ nói chuyện lợi hại này thì là thiếu sót tình bè bạn, sợ cư sĩ có thể nghĩ là chuyện không quan trọng khẩn yếu nên dẫn đầy đủ chuyện của Châu Tập Chi để chứng minh. Đối với chuyện làm Phật sự, hãy nên coi niệm Phật là bậc nhẫn bậc nhất, những chuyện khác đều là bày vẽ bề ngoài cho dễ coi mà thôi. Trong khóa tụng sớm tối, quang đọc tên của Lệnh Nghiêm để hồi hướng trong 21 ngày. Do đối với bạn thân thiết, quang đều một mực chẳng làm theo lễ nghi thế tục, chỉ dùng niệm Phật để hồi hướng nhằm biểu lộ tình bạn mà thôi. Cầu cơ là tác dụng của linh quỷ, trong ấy có khi là thật, nhưng quang chẳng tán thành cầu cơ, xin đừng hiểu lầm. 122. Thư trả lời cư sĩ Trác Nhân, năm Dân Quốc 16, 1927. Nhận được thư khôn ngăn mừng rỡ an ủi, tự phản tỉnh được như thế thì trong đời này thật hiếm mấy ai. Nếu có thể thẳng tiến chẳng lùi thì cái đạo của Lệnh Nghiêm, đạo của Khổng Mạnh, đạo của Phật, của Tổ đều có thể đích thân thật sự chứng được. Nhưng đối với đồ ngọt, giòn, béo, nồng vẫn chưa thể buông xuống được. Nếu ước theo lý luận của bên Nho vẫn chưa là chuyện khẩn yếu lớn lao, nhưng nếu ước theo lý luận nhà Phật đấy chính là làm ác chứ chẳng phải chỉ là ý ác. Năm Dân Quốc thứ 10, 1921, quang đến Nam Kinh, ông Ngụy Mai Tôn làm quan Hàn Lâm lúc ấy đã 60 tuổi nói với quang: đối với Phật pháp tôi cũng tin tưởng, cũng chịu niệm Phật, sách văn sao của sư tôi cũng đã đọc rồi nhưng ăn chay chưa được. Quang nói: người phú quý khó quên tập khí, ông muốn ăn chay xin hãy đọc kỹ bài Sớ Quyên Mộ Lập Ao Phóng Sanh tại Nam Tầm, hãy đọc nhiều lượt sẽ tự có thể không ăn thịt. Nói lời ấy vào ngày 12 tháng 8, đến ngày 10 là ngày sinh nhật 60 tuổi của ông ta, sợ thương tổn tình cảm người khác, ông qua Kim Sơn dự sinh nhật, về nhà liền ăn chay trường. Năm sau lại đề xướng mở chùa Pháp Vân làm đạo tràng niệm Phật phóng sanh, nay ông ta đã 66 tuổi rồi, nhưng đối với sự nghiệp từ thiện, chẳng hề tiếc tinh thần cực lực đề xướng, như lập viện mồ côi, như thí cháo mỗi năm, như trong 2 năm gần đây, chiến sự phát sanh, ông đã thâu gom những người già cả yếu đuối, phụ nữ về nuôi trong chùa Pháp Vân, dựng mấy chục gian trái cho họ ở, nấu cháo cho họ ăn. Chiến sự kết thúc, tùy theo họ ở xa hay gần mà cấp lộ phí để họ quay về. Lần đầu là hơn 1.000 người, lần sau là hơn 2.000 người. Mỗi ngày ăn cháo xong, dạy họ ai nấy niệm Phật và niệm Quán Âm, 3-4 lần giao tranh, chọn không có một ai bị thương, chẳng một ai đổ bệnh, cũng có thể gọi là khó có. Các hạ đang độ tráng niên, lại có chí lớn, có thể tự phản tỉnh suy xét, tự trách lỗi. Nếu có thể tự cường trảo ngơi, thì sống sẽ dựa vào bậc thánh, mất sẽ lên cõi Như Lai là điều chắc chắn. Đừng coi đạt được điều nhỏ là đủ, đừng nghĩ lỗi nhỏ không ăn nhầm gì. Đừng coi tự tánh Di Đà là rốt ráo, rồi chẳng niệm Đức Phật Di Đà ở Tây Phương. Đừng chi cầu Đức Phật thầm gia hộ, rồi đối với Đức Phật do chính mình cảm được trong tâm chẳng sốt sáng tu hành, thì đối với chuyện đạt được 3 mối đạo như Quang đã nói đó, tức đạo của cha, đạo của Khổng Mạnh và đạo của Phật của Tổ, xin chúc mừng các hạ trước. Hơn nữa, thời thế hiện nay đã bại hoại đến cùng cực, nguyên do là vì chẳng biết nhân quả báo ứng và giáo dục trong gia đình. Muốn vãn hồi thì hãy nên chú trọng hai pháp này. Nhưng giáo dục trong gia đình cần phải chú trọng nhất vào nhân quả báo ứng, vì nhân quả báo ứng có thể chế ngự được lòng người. Ngoại trừ cách này ra, thực hiện bằng bất cứ cách nào đều là hết thuốc chữa, vì tâm chẳng thay đổi thành tốt lành thì một pháp vừa lập trăm điều tệ chen chúc nhau nảy sanh. 123. Thư trả lời cư sĩ Trần Huệ Tân, năm Dân Quốc 22, 1933. Công khóa tu trì hãy tùy cơ mà lập, càng đơn giản càng hay. Nếu đều là những người tu lâu thì chẳng ngại gì y theo thiền môn nhật tụng mà niệm. Nếu nhiều kẻ sơ tâm thì bất luận sáng hay tối đều có thể niệm kinh A-di-đà, chú vãng sanh, rồi niệm Phật sáng tối đều như vậy. Trong ban ngày niệm như vậy là được. Nếu không niệm kinh chú thì có thể bắt đầu bằng kệ tán Phật cũng được.
Phải biết tất cả công khóa đều lấy niệm Phật làm chủ, kinh chú là khách. Biết nghĩa này rồi lại phải căn cứ theo khả năng của thành viên trong cư sĩ lâm để lượng định sao cho thích nghi. Chứ quang làm sao có thể định riêng một chương trình để mọi người đều dựa theo được. Tùng lâm trong thiền hạ đều chiếu theo thiền môn nhật tụng, nhưng chùa Tây Phương thuộc xã Tử Khê, thành phố Phan Khê, sáng tối đều niệm kinh Di Đà, do vậy chớ nên luận định một cách chấp trước. Điều không thể chỉ có chút ít mà phải hết sức khuếch trương chính là tụng chỉ, gồm ba món tín nguyện hạnh. Nếu dùng cách tham cứu của nhà thiền, người niệm Phật là ai thì chính là tham thiền cầu khai ngộ, hoàn toàn đánh mất tông chỉ tịnh tông. Điều này quan hệ lớn nhất, quan trọng nhất. Con người thường hay mạo danh thiền tịnh song tu, nhưng tận lực chú trọng tham cứu sẽ đạt được lợi ích hữu hạn, niệm đến chỗ cùng cực cũng sẽ khai ngộ, đánh mất lợi ích vô cùng. Vì chẳng chú trọng tín nguyện cầu sanh, sẽ chẳng thể cảm ứng đạo giao cùng Phật. Dẫu có đích thân thấy được người niệm Phật là ai, cũng có được Phật tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương, vì không có cái tâm tín nguyện cầu sanh. Lại trơ đoạn phiền hoặc, nên chẳng thể cậy vào tự lực để liễu sanh thoát tử. Kẻ ưa ăn nói, lớn lối, đều do chẳng biết nghĩa này. Pháp môn tịnh độ vượt chỗ hết thảy các pháp môn ở chỗ cậy vào Phật lực. Những pháp môn khác đều cậy vào tự lực. Tự lực há có thể sánh cùng Phật lực mà luận ư? Đấy chính là một mấu chốt quan trọng nhất trong pháp môn tịnh độ. 124. Thư trả lời cư sĩ Tống Đức Trung hỏi đốt kinh là công hay tội, năm Dương Quốc 20, 1932, đính kèm nguyên thư. Trong mục lục sách vở của Phật Kinh Lưu Thông Sứ của Thượng Hải Công Đức Lâm, nơi trang 83 có nói đến 8 công dụng của việc thiêu kinh kim cang viết bằng chữ son. Đức Trung cho rằng những hành vi được nói trong hạng mục này trái nghịch ý chỉ Đức Phật, công ít tội nhiều. Kính thỉnh Đại sư giải thích. Kinh Phật trọng nơi thọ trì chưa từng nghe dạy đem đốt đi. Dù bảo là đốt đi sẽ có ích cho cô hồn và cho người đã khuất đang được cầu siêu, vẫn là chuyện công chẳng bù được lỗi, huống hồ là vô ích. Vì sao nói như vậy? Phàm những kẻ thiêu kinh, Phật nhiều đều thiêu trong dụng cụ để đốt giấy vàng mã, cho ấy lại đem bán lẫn với cho giấy vàng mã. Những kẻ mua trò đó đem về, gạt bỏ sạch hết cho giấy đi, chỉ giữ lại cho vàng mã. Như vậy thì cho kinh chẳng thể không bị quăng vào rác rưởi hay sao? Có ai chịu phí công lập riêng một đồ đựng, phía dưới lót giấy thiếp, đặt kinh vào giữa, phía trên lại bịt những tờ giấy thiếp, đốt giấy thiếp kinh sẽ cháy theo, do phía trên có bọc giấy thiếp nên cho kinh chẳng đến nỗi bay lung tung ra ngoài. Đợi đến khi cháy hết đã nguội rồi, hốt cho ấy bỏ vào trong túi vải mới, bỏ thêm cát sạch hoặc đá sạch vào trong, may miệng túi lại. Nếu có thần hữu hết sức đáng tin cậy đem ra biển hoặc đem ra sông lớn, tới chỗ sâu nhất trèo xuống thì chẳng mắc lỗi khinh nhờn. Nếu chiếu theo cách đốt vàng mã bình thường rồi lại còn bán cho giấy, tùy sợ rằng mắc tội vô lượng, công chẳng được mấy. Phàm làm các Phật sự đều phải làm bằng lòng thành kính thì mới có sự cảm thông. Những kẻ thiêu kinh kia chỉ biết thiêu mà thôi, có bao giờ nghĩ đến chuyện này? Các kinh đại thừa đều khen ngợi công đức biên chép thọ trì đọc tụng, chẳng hề nghe khen ngợi thiêu kinh có công đức. Nếu thật sự có công đức vẫn chẳng nên duy trì phong tục này, vì rất có thể là kẻ vô tri hiểu lầm sẽ chú trọng thiêu kinh chẳng chú trọng thọ trì. Kinh kim cang đã thiêu được, lẽ nào các kinh đại thừa khác chẳng thể thiêu được? Kẻ giàu có nhưng vô tri sẽ tạo nghiệp thiêu kinh vô cùng vậy. Chuyện này bất huệ hoàn toàn chẳng tán thành.